V20 bản mới nhất các bác nhá. Con Nick Live em này sẽ lắp cho chiếc Kia Seltos. Nguyên bản của con Kia Seltos này nó là pin halogen. Vì nguyên bản xem đã là pin rồi thì các bác nâng cấp lên pin LED hay pin laser thì sẽ đều đăng kiểm được các bác nhá, không phải lo hay là đáng ngại về những vấn đề đăng kiểm. Các bác có thể nhìn thấy qua em lắp con pin LED này đều có bát xi nên là sẽ không quét hay là gì đến hệ thống khung hay hệ thống đèn bên trong của xe nhá các bác nhá. Đấy, chiếc này V20 với công suất là 60, công suất pha là 70. Dạ vâng, bảo hành 3 năm toàn quốc. Em có thể chiếu lên bảng để các bác xem cái ánh sáng của nó như thế nào nhé. Đấy, đây là ánh sáng thực tế của con pin LED Xline V20 này các bác. Đây là trong xưởng em rất nhiều ánh sáng xuống và trên có đèn đèn trần xuống nhá. Nó sáng được như thế này. Đấy, đúng chiều buổi tối. Với mặt cắt, cốt đều có mặt cắt như thế này. Và cái tâm này là tâm bám được, khi cực kỳ bám được các bác nhá. Nhìn màu 5000. Còn đây là pha rất xanh. Xứng đáng là một pin LED full đơn. Và các bác quan tâm tới các giải pháp chăm sáng thì hãy để lại số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn hỗ trợ các bác nhá. Xin chào và tạm biệt các bác.